Xin chào, chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, PAG Team xin được chúc các bạn khán giả của PAG Center nói riêng và tất cả mọi người nói chung một năm mới tràn ngập niềm vui, thật nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào và đặc biệt là phát tài, phát lộc, phát bình an trong năm con mèo này. Chắc nhiều bạn cũng có thắc mắc vì sao Việt Nam ta lại có năm con mèo thay vì là con thỏ như những nước khác. Theo nhiều nguồn thì sự khác biệt này đến từ việc phát âm tiếng Hán của chữ thỏ trong tiếng Trung Quốc là mão, tức là giống hoàn toàn với cách phát âm tiếng Hán của chữ mèo trong tiếng Việt, nên đã tạo ra sự thay đổi này. Thêm nữa, với môi trường của đất nước ta thì thuận lợi cho loài mèo phát triển hơn là loài thỏ. Từ đó mà mèo trở nên gần gũi và thân thiết với chúng ta hơn, nên sẽ hợp lý hơn nếu như mèo là một trong 12 con giáp của Việt Nam. Tuy nhiên, không chỉ có ở nước ta, mèo tất nhiên cũng là một loài động vật được yêu quý trên khắp thế giới. Ngay cả trong thế giới Pokemon, gần như ở mỗi vùng đất đều sẽ có những cái tên được xem là những chú mèo bản địa của vùng đất đó. Vì vậy, nhân dịp đầu năm con mèo, hãy cùng mình tìm hiểu xem đâu là những Pokemon mèo bản địa của thế giới Pokemon. Chúng là những Pokemon như thế nào và sức mạnh của chúng ra sao? Lưu ý là ở mỗi vùng đất, mình sẽ chỉ chọn ra một loài Pokemon thôi cho mang đúng tính chất bản địa nhé. Các Pokemon sẽ xuất hiện theo số thứ tự Pokédex và video sẽ có một số ý kiến mang tính cá nhân. Hy vọng các bạn sẽ cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Loài mèo nổi tiếng nhất thế giới Pokemon chắc chắn chỉ có thể là mèo, đối trọng với gương mặt thương hiệu Pikachu khi loài mèo này có số thứ tự Pokédex là 52, đảo ngược lại với 25 của loài chuột điện. Chà, năm mới mà nhắc đến mèo thì chúng ta cũng đang nhắc đến Pokemon được cho là sẽ mang lại may mắn và tiền tài cho chủ nhân của nó. Mèo được xây dựng dựa theo Maneki Neko, một loại tượng mèo của Nhật Bản sẽ mang lại may mắn cho người sở hữu. Trên trán của mèo còn có đồng tiền vàng Koban cùng chiêu thức Payday. Mèo có lẽ là xứng đáng để được gọi là mèo vàng của năm Quý Mão này. Nếu cảm thấy chưa đủ, mèo còn có khả năng Gigantamax và sử dụng chiêu thức G-Max độc quyền G-Max Gold Rush để tạo ra nhiều tiền vàng hơn nữa. Cần gì phải đợi đến Tết để nhận lì xì, cứ bắt một em mèo về là tiền tài của cải đầy đủ quanh năm ngay. Tuy Payday không còn là hàng độc quyền, nhưng mèo và các dạng tiến hóa, trong đó có Persian, vẫn đang là những cái tên duy nhất học được chiêu thức này thông qua việc tăng level bình thường, chứ không cần phải dùng TM. Và nhắc đến Persian, Pokemon này cũng được rất nhiều người yêu thích vì vẻ ngoài sang trọng của nó. Tuy nhiên, khác với trước khi tiến hóa, Persian là một loài rất khó gần và có tính cách vô cùng khó chịu. Nó đôi khi còn chẳng nghe lời và tấn công cả trainer của nó. Nhưng nếu bạn nào có ý định nuôi một em Persian, thì một mẹo nhỏ chỉ ra là Pokemon này sẽ trở nên bình tĩnh và ngoan ngoãn hơn nếu bạn kéo râu của nó. Thêm nữa là bạn phải cực kỳ để mắt tới Persian của bạn vì có khá nhiều kẻ săn trộm muốn cướp lấy viên ngọc quý trên trán của Pokemon này. Khi cần chiến đấu, Persian cũng là một Pokemon đáng gờm. Lợi thế lớn nhất của Persian là tốc độ đạt tận 115 điểm. Nếu có thể giúp cho Pokemon này setup thành công Nasty Plot thì tỷ lệ để Persian gánh team cũng khá là cao. Ở một hướng khác, cụ thể là nếu để Persian đi theo đường vật lý, thì Pokemon này có những chiêu thức đáng chú ý như Fake Out và Knock Off. Fake Out còn được hỗ trợ thêm bởi Ability Technician, nên những cú tát của Persian sẽ đau hơn đáng kể. Chỉ hơi tiếc khi chú mèo này không có Short Dance để tăng Attack, nên Persian chơi theo hướng vật lý sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ cấu máu đối thủ là chủ yếu. Vì vậy mà U-Turn cũng là một chiêu cần thiết của Pokemon này. Nhưng nhìn chung, thì với vẻ ngoài sang chảnh và tao nhã, thì Persian là để ngắm, chứ không phải để đánh nhau. Thế hệ thứ hai có vẻ không chịu lòng những người yêu mèo cho lắm, vì Pokemon mèo bản địa gần như không có ở thế hệ này. Vẫn có đó những loài mèo như Espeon và Umbreon, nhưng chúng có điều kiện tiến hóa khó và không dễ để bắt gặp trong tự nhiên, nên không thể nói là mèo bản địa được. Bộ ba thần thú Raikou, Entei, Suicune cũng thuộc họ nhà mèo, nhưng rồi chúng lại là những Pokemon huyền thoại. Vì vậy, ở Gen 2, mình xin được chọn Sneasel là Pokemon mèo bản địa của Johto.
Sneasel được cho là mang nhiều đặc điểm kết hợp giữa ngoại hình của loài mèo và loài chồn. Tuy được nhìn thấy ngoài tự nhiên nhiều hơn là Espeon và Umbreon thật, nhưng để bắt gặp được Sneasel cũng không dễ vì chúng là loài hoạt động về đêm. Sneasel rất thích ăn trứng của các Pokemon khác, đặc biệt là trứng Pidgey. Loài Sneasel vốn đã thông minh, lại còn thường đi theo đàn, nên chúng dễ dàng dụ được nạn nhân ra khỏi tổ để có thể cướp trứng và ăn một cách tàn nhẫn. Vì vậy mà Sneasel cũng rất nổi tiếng với sự hung ác và nhẫn tâm. Cũng từ đó mà nhiều người tin rằng Sneasel được xây dựng dựa theo truyền thuyết về Kamaitachi, một yokai sở hữu những móng vuốt dài và sắc nhọn như lưỡi liềm, thường hay đi săn con người. Không quá bất ngờ khi Sneasel thường được sử dụng bởi các tổ chức tội ác. Chó bản địa Houndoom cũng ác, giờ đến cả mèo bản địa cũng chẳng hiền. Vùng Johto này có vẻ hơi dark. Sneasel thực chất còn có thể tiến hóa ở thế hệ thứ tư, nên bộ chỉ số của Sneasel so với một Pokemon chưa tiến hóa Max Cup thì thật sự là rất ấn tượng. Nếu mình nhớ không nhầm, thì Sneasel còn là Pokemon chưa tiến hóa có tốc độ nhanh nhất hiện nay. Tất nhiên là Eviolite sẽ là item nhiều người nghĩ đến đầu tiên để tăng tỷ lệ setup thành công Short Dance cho Sneasel. Speed 115, Attack 95 mà được tăng gấp đôi, cộng thêm Ability Inner Focus chống Flinch và Intimidate thì Sneasel tha hồ mà càng quét. Có thể nói là chẳng cần phải tham dự những giải đấu dành cho Pokemon chưa tiến hóa. Sneasel đủ sức chinh chiến ở các trận đấu thông thường, nơi có những cái tên tay to mặt lớn khác. Thứ duy nhất cản trở Sneasel là song hệ bóng tối và băng khá là báo. Vừa bị nhiều hệ khắc chế, mà còn bị hệ giác đấu cực kỳ thông dụng gây X4 sát thương, nên dù có cầm theo Eviolite, thì Sneasel vẫn là một Pokemon khá là mong manh dễ vỡ. Không biết có phải vì bị những người yêu mèo ý kiến quá nhiều ở thế hệ thứ 2 hay không, mà sang đến thế hệ thứ 3, nhà sản xuất đã mang đến nhà Pokemon mèo bản địa cực kỳ đẹp. Thậm chí đến tận thời điểm này, nhiều nhận định vẫn cho rằng gia đình Skitty và Delcatty là nhà Pokemon mèo đẹp nhất từng được giới thiệu. Vẻ đẹp của Skitty và Delcatty cộng hưởng với việc vùng đất Hoenn là một trong những cái nôi sản sinh ra các cuộc thi sắc đẹp Pokemon Contest, giúp cho sự đẹp của chúng được tăng lên một bậc và gần như luôn được xuất hiện trong mọi cuộc thi sắc đẹp. Đẹp nhưng không chảnh, nhà Pokemon này rất thân thiện, hiền lành và luôn mang vẻ hạnh phúc khiến cho những người xung quanh cũng cảm thấy vui lây. Dù thường xuyên lẩn tránh khỏi các cuộc chiến, nhưng Delcatty vẫn sở hữu một món vũ khí lợi hại là Ability độc quyền Normalize. Đặc tính này sẽ biến các chiêu thức tấn công của Delcatty sử dụng thành hệ thường để được cộng thêm stat và còn tăng thêm 20% sức mạnh. Hiệu ứng này giống với những Aerialite và Pixolite của những con quái vật như Mega Salamence hay Sylveon. Dù cho Delcatty chỉ có những chỉ số tấn công khiêm tốn, nhưng với lượng sát thương được buff như vậy, thì với những phát cao, Sucker Punch hay Double Edge cũng sẽ khiến cho đối thủ của loài mèo này phải rén. Tốc độ căn bản của Delcatty cũng đạt tận 90 điểm chứ không phải đùa. Thật ra thì không hiểu vì sao mà nhà sản xuất đã quyết định tăng thêm 20 điểm speed cho Pokemon này, vì khi mới được giới thiệu, tốc độ của Delcatty chỉ là 70 khá lưng chừng. Dù có rất nhiều điểm sáng như vậy, nhưng không thể phủ nhận rằng việc thay đổi hệ chiêu thức thành hệ thường sẽ tạo ra nhiều hạn chế, đặc biệt là sẽ không ảnh hưởng đến hệ ma. Thêm nữa là Delcatty có bể chiêu thức khá nghèo nàn, nên nếu là một trainer thiên về chiến đấu thì bạn có thể dễ dàng tìm ra một cái tên thay thế cho Pokemon mèo này. Còn nếu là người chuyên thi về sắc đẹp Pokemon Contest thì Delcatty sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Ở vùng đất Sinnoh, gia đình nhà Clamelf và Puruxly được cho là những Pokemon mèo bản địa của vùng đất này. Tuy nhiên, nếu xét theo game thì chúng thường xuyên được chọn để làm version exclusive. Ngay cả ở trong thế hệ được giới thiệu, Clamelf và Puruxly chỉ xuất hiện ngoài hoang dã trong các bản game Pokemon Pearl và Shining Pearl, nên mèo bản địa này hơi pha ke một chút. Nếu như Skitty và Delcatty ở Hoenn sở hữu vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng, thì Clamelf lại có cho mình sự quyến rũ cực kỳ thu hút. Tên của Pokemon này cũng là sự kết hợp của Clamor và Melf, trong đó thì Clamor nghĩa là sự quyến rũ và lôi cuốn. Tuy nhiên, không biết vì điều gì hay thế lực nào chi phối mà nhà sản xuất đã đưa cho Clamelf một hình dạng tiến hóa không thể thất vọng hơn. Puruxly, Peter Ugly, nghe cái tên thôi là đã buồn chẳng thèm nói. Tuy nhiên, cái tên này không chỉ nói về vẻ ngoài của nó mà còn ám chỉ đến bản chất của Pokemon này. Nhiều người cho rằng
Puruckly được xây dựng dựa theo Nekomata, một yokai mèo trong truyền thuyết Nhật Bản. Vì vậy mà gia đình nhà Clamel và Puruckly có tính cách hiểm ác, và tất nhiên là chúng cũng thường được các tổ chức tội ác ưu ái sử dụng. Ngoài sự gian ác ra, thì Puruckly cũng là một Pokemon chiến đấu khá tốt. Tốc độ 112, Attack 82, cùng các chiêu thức đáng chú ý là Fake Out, Sucker Punch, Knock Off, Taunt, U-Turn. Thứ mà Puruckly thiếu là một cách để có thể chủ động tăng sức tấn công cho bản thân. Pokemon này có Ability Defiant, cũng dễ câu được Intimidate trong bối cảnh hiện nay. Nhưng chỉ với một bậc tăng công vật lý thì Puruckly chưa cho thấy sự vượt trội hay có gì đặc biệt cho lắm. Tiếp tục là về sắc đẹp và sức hút, Pokemon mèo của vùng đất Unova cũng chẳng chịu kém phần. Thậm chí, Puerloid và Leopard còn có sở thích sử dụng mỹ nhân kế để trêu chọc và ăn cắp của con người lẫn Pokemon khác. Ngay cả khi bị phát hiện, Puerloid và Leopard cũng dễ dàng được tha thứ vì vẻ ngoài quá bắt mắt của chúng. Đúng là anh hùng cũng khó qua được ái mỹ nhân. Cũng vì sở thích trở thành đạo chích của mình mà Puerloid và Leopard sống ở vùng đất Gala sẽ là những kẻ thù không đội trời chung với loài Nidoqueen và Tiefling. Ngoại hình của Leopard mang nhiều đặc điểm của loài báo đốm cũng thuộc họ nhà mèo. Nhưng chính xác hơn thì có lẽ Pokemon này được xây dựng dựa theo loài linh miêu ở châu Phi. Nhưng dù có thế nào thì cả hai loài động vật này đều có tốc độ chạy rất nhanh. Leopard cũng sở hữu 4 chân dài thước tha. Vậy mà tốc độ căn bản của Pokemon này chỉ là 106, thua cả con mèo mập chân ngắn Puruckly. Để gỡ gạc lại, nhà sản xuất đã cho Leopard combo khá là cầu kỳ, bao gồm Ability Prankster và chiêu thức hiệu ứng Copycat. Tức là Leopard sẽ phải sử dụng một chiêu thức tấn công một cách bình thường trước. Ở lượt tiếp theo, nếu dùng Copycat thì Leopard sẽ được đánh trước. Nhưng với sức chống chịu thế này thì không biết Leopard có lượt 2 để dùng Copycat hay không. Chưa kể là với các chỉ số tấn công đều là 88 thì có khi còn phải cho Pokemon này setup một lượt với Nasty Plot rồi mới tấn công, rồi mới dùng Copycat. Nhìn chung thì đây là một combo chiến thuật từ tốt đến rất mạnh, nhưng nếu xét đến tính thực tiễn và độ phức tạp thì có phần hơi không đáng để sử dụng cho lắm. Vì vậy, nếu trainer cần một Pokemon có Prankster để setup thời tiết thì hẳn dùng tới Leopard có Sunny Day hoặc Rain Dance. Có lẽ việc các Pokemon mèo bản địa sẽ mang hệ thường đã kết thúc khi Puerloid và Leopard mang hệ bóng tối. Còn sang đến Kalos thì Espeon và Meowstic lại được mang hệ siêu linh. Không chỉ vậy, Meowstic còn đặc biệt khi sẽ có hình dạng khác nhau dựa theo giới tính. Meowstic đực sẽ có màu xanh chủ đạo và ngoại hình manly cứng cáp hơn. Còn các nàng Meowstic thì sẽ có màu chủ đạo là màu trắng và tất nhiên là có ngoại hình nữ tính hơn. Nhưng khác với vẻ dịu dàng của mình, Meowstic cái được biết đến với bản tính ích kỷ và luôn phải đạt được những thứ mà nó muốn. Bằng không thì nó sẽ hành hạ những người xung quanh bằng sức mạnh siêu linh. Với tính cách như vậy mà không hiểu sao các chàng Meowstic vẫn mê các nàng như điếu đổ, sẵn sàng làm mọi thứ, thậm chí là giải phóng toàn bộ sức mạnh của bản thân để bảo vệ cho Meowstic cái. Vì vậy, đừng dại mà đụng đến loài Espeon và Meowstic. Sức mạnh siêu linh của chúng là cực kỳ lớn. Chúng có thể tạo ra một vụ nổ có bán kính rộng 90m với sức công phá đủ để biến các chiếc tàu hay chiếc xe tải 10 tấn thành cát bụi. Thứ kiềm hãm sức mạnh của chúng lại là đôi tai gập xuống. Chỉ cần thấy đôi tai này duỗi thẳng lên là bạn biết mình cần phải làm gì rồi đó. Hơi tiếc khi Meowstic đực và cái vẫn chia sẻ chung với nhau một bộ chỉ số. Nhưng vì Ability và bể chiêu thức có phần khác nhau nên chúng sẽ có một vai trò riêng. Với tính cách cáu kỉnh, các nàng Meowstic sở hữu Ability Competitive và có cả Nasty Plot, nên chỉ cần kích hoạt được một trong hai thì đúng là như miêu tả, Meowstic cái sẽ hành hạ đối thủ của mình một cách đau đớn. Còn với bản tính bảo vệ cao, các chàng si tình Meowstic mang trong mình Prankster và combo Light Screen, Reflect và Psychic Terrain. Đánh đôi mà song kiếm hợp bích, trai dưỡng tường để gái đứng trong setup thì phải nói là hoàn hảo, trai tài gái sắc. Sau nhiều thế hệ, nhiều vùng đất, đúng là chẳng có Pokemon mèo bản địa nào tạo ra được sức hút lớn như Meow và Persian. Nhận ra được điều đó, nhà sản xuất quyết định mang đến dạng vùng miền Alolan Meow và Alolan Persian để làm mèo bản địa cho quần đảo Alola. Thời xưa, Cantonian Meow được mang đến Alola để tặng cho hoàng gia nơi đây. Cuộc sống xa hoa đã khiến Meow thay đổi, trở nên ích kỷ,
cái tôi cao hơn và có phần xảo quyệt hơn. Từ đó mà Alolan Male được ra đời. Tất nhiên, Alolan Male đã vậy thì Alolan Persian còn có tính cách đáng sợ hơn. Chúng thậm chí còn được cho là thông minh và gian xảo hơn cả Cantonian Persian gấp nhiều lần. Persian vùng Alola khi chiến đấu sẽ sử dụng rất nhiều các chiến thuật, khiến nhiều người bất ngờ khi có một Pokemon có thể suy nghĩ được như vậy. Điều đó khiến chúng hay xem thường đối thủ và nhận lại cái kết cũng đắng không kém. Alolan Persian có nhiều lợi thế hơn đồng loại ở vùng Kanto khi nó có chỉ số Special Attack cao hơn là Attack, nên việc setup với Nasty Plot lúc này sẽ có lợi hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, với Ability for Cold tăng gấp đôi thủ vật lý thì những khắc tinh giác đấu và côn trùng cũng khó mà one hit KO được Persian vùng Alola, qua đó gián tiếp tăng tỷ lệ setup thành công cũng như là khả năng gánh team cho Pokemon này. Thậm chí, với việc có thể lãnh hội được Parting Shot, Persian vùng Alola cũng sẵn sàng đóng vai trò hỗ trợ cùng với Fake Out, Taunt, v.v. Vì vậy mà có một thời gian ở thế hệ thứ 7, Alolan Persian cũng là một cái tên rất hot trong các giải đấu VGC. Nhà mèo thực sự đã mang lại những thành công, làm nở mày nở mặt cho các Pokemon mèo. Vì vậy mà tiếp đà chiến thắng, sang đến vùng đất Gala, nhà sản xuất liền giới thiệu Galarian Mail và còn đầu tư đặc biệt hơn trước. Galarian Mail sẽ không tiến hóa thành Galarian Persian mà sẽ trở thành một loài Pokemon hoàn toàn khác với tên là Berserker. Nếu như Mail khi đưa đến Alola được sống sung sướng thì Mail khi sang Gala lại phải sống và chiến đấu liên tục trên những con tàu biển của tộc người thủy thủ. Sống lênh đênh trên biển liên tục trong rất nhiều năm, lông của Mail cứ thế mọc dài ra rậm rạp che phủ cả cơ thể. Bộ lông và cơ thể của Pokemon này cứ thế trở nên khô ráp và cứng cáp đến mức như là trở thành sắt. Và thế là Galarian Male mang đơn hệ thép chính thức xuất hiện. Với tinh thần chiến đấu được tăng lên sau mỗi trận đấu, Galarian Male sẽ tiến hóa thành Berserker có vẻ ngoài bặm trợn cùng với áo giáp và móng vuốt dài sắc như những lưỡi dao. Berserker ham chiến đấu, thích bạo lực, thái độ thì có phần man rợ và cục súc. Chính vì điều này mà về căn bản, dù đều được tiến hóa từ Male, nhưng Berserker và các loài Persian tao nhã không thể hòa hợp với nhau. Mối quan hệ của chúng được cho là cực kỳ căng thẳng. Với cơ thể nặng nề sau khi hóa thép, Berserker có tốc độ khá tệ khi so với các thành viên khác trong gia đình. Nhưng đổi lại thì các chỉ số vật lý của chú mèo Viking này đều từ 100 trở lên, giúp cho Berserker tự tin hơn trong việc múa kiếm tăng gấp đôi attack vốn đã là 110 điểm. Chưa dừng lại ở đó, Ability độc quyền Steely Spirit còn giúp tăng thêm 50% sức mạnh cho các chiêu thức cùng hệ thép, nên Iron Head được tăng power lên thành 120, có thêm 30% gây choáng, sẽ là một món vũ khí vô cùng đáng sợ của Berserker. Như thế là để bù đắp cho cuộc sống khó khăn trên biển của Berserker, nhà sản xuất còn quyết định tăng thêm cho Pokemon này Ability Top Claws để tăng đều sức mạnh cho các chiêu thức vật lý, thứ vốn đã là điểm mạnh của Berserker. Không cần nói đến Close Combat, chỉ là Fake cao thôi thì cũng đủ để chú mèo lực điền này lấy đi một lượng HP đáng kể của các đối thủ. Nhưng như đã nói, tốc độ vốn là vấn đề của Berserker. Nếu giải quyết thành công với Trick Room hay Tailwind thì Trainer sẽ có được một tay đấm cực kỳ chất lượng. Và các thành viên mới nhất trong nhóm các Pokemon mèo là gia đình Sprigatito, Floragato và Melscarada, gia đình Pokemon khởi đầu hệ cỏ của vùng đất Pandia. Tất nhiên là những Pokemon này không thể nói là mèo bản địa được, nhưng vì Pandia tính đến thời điểm này không có Pokemon mèo nào khác nên mình đành phải mang Pokemon khởi đầu này vô thay vậy. Sprigatito, Floragato và Melscarada là những Pokemon yêu thích cái đẹp, khá phô trương bằng vẻ ngoài hay những màn trình diễn của chúng, và đặc biệt là luôn muốn có được sự chú ý của những người xung quanh. Loài Pokemon này thường sẽ tạo ra sự gắn bó khăng khít với trainer của nó bằng mùi hương rất mê hoặc. Và nếu trainer chú ý hay quan tâm đến một Pokemon khác, thì trainer đó sẽ ăn không ngon, ngủ không yên với Melscarada. Dùng dây chói là chuyện đơn giản, Melscarada còn sẵn sàng sử dụng những quả bom dưới lớp vỏ là những bông hoa để khiến kẻ phản bội cảm xúc của nó bay màu. Vậy giữa Melscarada và Gardevoir, bạn sẽ chọn cái tên nào? Là một Pokemon khởi đầu, Melscarada sở hữu một bộ chỉ số chất lượng và còn được phân chia rất đẹp. Quan trọng nhất là với Speed 123, Pokemon này đã chính thức vượt mặt Greninja để trở thành Pokemon khởi đầu có tốc độ căn bản cao nhất sau 9 thế hệ. Thêm nữa là Attack 110
cùng chiêu thức độc quyền Flower Trick luôn tung ra đòn đánh chí mạng và không có tỷ lệ trượt. Mel Scarada rõ ràng là mang lại một cảm giác rất tính cho vị trí chủ công của đội hình. Hơi thất vọng một chút khi Mel Scarada không có Shot Dance cũng chẳng có Book Up, nhưng setup cũng không phải là việc nên làm với Pokemon này khi song hệ cỏ và bóng tối bị khắc chế rất nhiều. Trong đó có hệ côn trùng gây x4 sát thương cho Mel Scarada, nên có khi một đòn U-turn nhẹ nhàng cũng đủ sức tiễn nó lên bảng đếm số. Nhắc đến U-turn thì đây cũng là một chiêu thức khá cần thiết dành cho Mel Scarada vì Pokemon này có Protean. Có khi nào lý do mà Protean bị nerf ở thế hệ thứ 9 là để hạn chế bớt sức mạnh của Mel Scarada không nhỉ? Nhưng dù có vậy đi nữa thì một con Mel Scarada Terra hệ cỏ và spam chiêu thức độc quyền Flower Trick là quá đủ để góp mặt trong số những Pokemon mạnh nhất hiện nay rồi. Và đó là các Pokemon mà theo bọn mình là những loài mèo bản địa của chính vùng đất trong thế giới Pokemon hiện nay. Dù có một vài cái tên không mang tính bản địa hay phổ biến cho lắm, nhưng các bạn nghĩ đâu sẽ là Pokemon có thể được chọn để làm linh vật cho năm Quý Mão 2023? Các bạn có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào về những Pokemon mà mình vừa đề cập? Các bạn đồng ý hay có ý kiến đóng góp cho bọn mình? Hãy cho bọn mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. Chúc mừng năm mới!